loại, nhưng mà cách phân loại đầu tiên là người ta dựa vào cái đặc điểm giải phẫu, thì người ta chia ra dị dạng động tĩnh mạch, tức là có cái có sưng cái động tĩnh mạch. Nhóm thứ hai là nhóm dị dạng phát triển tĩnh mạch, tức là chỉ có bất thường của tĩnh mạch bẩm sinh thôi. Thứ ba là dị dạng hang, hay còn gọi là ca vực nứt hay măng dôm, hay là ca vực nôm, vì cách gọi ngày xưa. Bây giờ khuôn lượng hiện nay của các cái y văn thì cũng vẫn thích hướng về gọi cách gọi là malformation, tức là dị dạng hang nhiều hơn. Một cái nhóm nữa là dạng mau mạch và một số trường hợp dị dạng hỗn hợp tĩnh mạch mau mạch. Nếu phân loại theo cái đặc điểm bất đồng thì người ta chỉ chia hai nhóm, nhóm ngày xưa. Bây giờ hiện nay có hai cách chia. Cách chia thứ nhất là dị dạng với dòng chảy cao, thứ hai là dòng chảy thấp. Tuy nhiên thì cách chia chi tiết hơn thì nên chia là dị dạng dòng chảy cao, thì trong đó là các dị dạng có sinh thông nội động tĩnh mạch, thì trong đó là có dị dạng động tĩnh mạch nhu mô măng mềm, rồi cái rò động tĩnh mạch măng cứng và dị dạng động tĩnh mạch hỗn hợp. Nhóm dòng chảy thấp thì nó có cái dị dạng tĩnh mạch thì có bất thường phát triển tĩnh mạch, tức là bất thường cái tĩnh mạch bụng sinh, hay là xoang quanh xương sọ gọi là sinus pericardini grani. Còn vào nhóm thứ cuối cùng là dị dạng không dòng chảy thì có ca vực nôm, rồi dạng mau mạch và các dị dạng mạch máu hỗn hợp ca vực nôm kèm DVA. Với cái phân biệt vấn thể như thế thì chúng ta sẽ chia thành ra đơn giản là nhóm có sân. Có sân thì gồm có dị dạng động tĩnh mạch kính điện và nhóm gì do động tĩnh mạch măng cứng và dị dạng tĩnh mạch Galen. Thì dị dạng tĩnh mạch Galen cũng thực chất là một cái rò động tĩnh mạch của Galen. Tuy nhiên nó mang tính chất bẩm sinh, trong cái rò động tĩnh mạch măng cứng nói chung thì nói chung là phần lớn là nó mang tính chất mắc phải, không phải bẩm sinh. Và nhóm dị dạng mạch hạ bụng dạng hang và các cái nhóm là tĩnh mạch thì nó không có sân, cho nên cái vai trò của chúng ta chẩn đoán dựa vào cái sân rất quan trọng, tìm cái sân thông nổi giữa động tĩnh mạch rất là quan trọng. Với cái dị dạng động tĩnh mạch hay còn gọi là AVM kính điện thì chúng ta có một cái sân đụng và tĩnh mạch bẩm sinh. Một nhỏ cái thứ hai là chúng ta có thêm một cái thì ionidus, tức là cái đám rối mạch máu bất thường, và nó về kích thước và vị trí thì có thể thay đổi. Thì như vậy có một cái cách tổng quát để chúng ta hiểu rằng bình thường một cái động mạch đi vào thì tới một cái giường mau mạch bình thường rồi đến mới đến cái tĩnh mạch dẫn lưu. Thì trong dị dạng động tĩnh mạch thì nó không có cái giường mau mạch, mà trong này trong cái vùng nidus, cái ổ nidus, cái ổ mà ổ cái đạm của cái bức thường mạch máu đó, nó sẽ có thông nổi, vi thông nổi trực tiếp từ động tĩnh mạch mà không có giường mau mạch. Đây là đặc điểm quan trọng của một cái sân động tĩnh mạch trong dị dạng. Và như vậy từ đó chúng ta thấy rằng cái tĩnh mạch dẫn lưu sớm do sân hiện diện là rất quan trọng trong chẩn đoán dị dạng động tĩnh mạch. Nói chung thì cái tần suất mắc mới thì khoảng 1/100.000 một năm, và tỷ lệ lưu hành thì 8/100.000. Thì dị dạng động tĩnh mạch nó chiếm khoảng 1-2% của đột quỵ não và 9% xuất huyết dây nhện. Với cái nguy cơ xuất huyết hàng năm từ AVM không vỡ thì chiếm khoảng 2%, thì cái này chưa có một cái dữ liệu thống kê đầy đủ. Xuất huyết tái phát thì lên đến 88% trong năm đầu. Sau đó thì người ta cũng xác định kế tiếp không rõ, và cái tỷ lệ tử vong hàng năm là 1-1.5%. Về cái bệnh sinh thì người ta chưa biết được hết. Người ta có đặt ra cái câu chuyện là các cái biến đổi di truyền có thể có một cái vai trò nào đó. Thì vì cái dị dạng động tĩnh mạch nó làm chuyển hướng cái dòng máu từ cái nhu mô nào xung quanh, cho nên dẫn tới cái cướp máu, nói chung một cách theo kiểu là nó dồn máu về cái ổ dị dạng, cho nên cái vùng nó gây nên cái vùng thiếu máu xung quanh mô đó mạng tính, và sau đó nó có thể lâu ngày thì nó sẽ tăng sinh thần kinh đệm. Các cái mạch máu dị dạng thì AVM nó có một cái gọi là có cái có bạn và có một thì tức là bác lập ảo trong bất thường, nó làm nó dễ nguy cơ vỡ hơn. Thì về cái lâm sàng thì trước 40 tuổi thì một số nhiều hơn, có nhiều hơn những cái triệu chứng thế này thì thực sự ra triệu chứng cũng không có đặc hiệu lắm,
so với nhiều bệnh lý khác thì cũng có gì đặc hiệu cả để chẩn đoán. Khoảng 1/5 bị phát hiện tình cờ ở những người không có triệu chứng. Thì nói chung nhờ tiến bộ của ngành học cho nên chúng ta phát hiện tình cờ cũng khá nhiều. Nhiều khi vô chỉ khám kiểm tra tình cờ chúng ta sẽ gặp, bởi vì nó không có những cái dấu hiệu thay đổi và gây biến chứng thì nó không có triệu chứng gì. Với hiện nay chẩn đoán dị dạng động kinh mạch thì chủ yếu là dựa vào hình ảnh học, đó là CT, MRI. CT hiện nay có cái CTA, MRI, MRIA và cái DSA là trực vực, là trực tuyến vàng. Với một cái dạng động kinh mạch kinh điển thì đầu tiên chúng ta cần nhớ là luôn luôn có một cái sân động kinh mạch và không có dựng mô mạch, và bao giờ cũng có một cái động mạch nuôi. Thường động mạch nuôi nó dạng lớn và một cái sân tĩnh mạch nó dựng lưu sớm từ cái ổ này đó, ổ đó nó dạng. Thì như vậy cái điều kiện bắt buộc để chúng ta có được một cái ổ dị dạng động tĩnh mạch thì chúng ta phải có động mạch nuôi là được fitting và một cái tĩnh mạch dựng lưu, và tĩnh mạch phải dựng lưu sớm để chứng tỏ nó có sự thông nối trực tiếp động tĩnh mạch. Về cái người ta chia ra có thể là bụng sân thì thường có ở cái mô thần kinh ở giữa, và cái nó gặp có một nhóm bình thường thì nó gặp ở bất kỳ ở não và ở cuộc sống, thì đa phần chỉ chiếm một ổ. Khi chúng ta gặp một cái dị dạng động kinh mạch mà nhiều nơi thì nó thường gặp trong các cái hội chứng di truyền. Thì đầu tiên đó là giảm mô mạch xuất huyết di truyền, thì hay còn gọi là hội chứng răng đu Osler-Weber. Và một cái hội chứng phân đoạn động kinh mạch sọ mặt thì thế này, nó có nhiều cái dị dạng động mạch từ vùng mặt và nội sọ cùng một phía. Như vậy thì để đặc trưng của một cái nặng AVM trên cổng tư thì chúng ta thấy những cái ổ flow void bất thường tạo thành cái này đất kết thành cái khối dạng kinh điển. Thì như vậy và chúng ta phải có tìm được các cái động mạch nuôi và cái tĩnh mạch dựng lưu. Giờ đây là ta có các cái hệ thống tĩnh mạch dựng lưu về thái dương cũng như hệ thống tĩnh mạch dựng lưu về phía các cái tĩnh mạch sâu của tĩnh mạch não trong và Galen. Khi có nhiều hơn IVM thì chúng ta nhớ cái bệnh lý dạng bao mạch xuất huyết di truyền là bệnh hội chứng răng đu Osler-Weber. Với cái hiện nay cái cách phân độ của IVM thì nó chúng ta phải kết hợp vừa hình ảnh học vừa có cái lâm sàng mới phân độ đúng, tức là tháng điểm Spectler-Martin, thì nó dựa vào cái cả lâm sàng cả hình ảnh. Thì chúng ta khi đọc kết quả chúng ta cứ lưu ý làm sao kích thước cái ổ nơi đất này là bao nhiêu, thì chúng ta chia là theo ba nhóm nhỏ hơn 3 cm, từ 3 đến 6 cm và trên 6 cm, thì tất mỗi thứ thì đánh một điểm, một nếu mà dưới 3 thì một điểm, trung bình thì 3 đến 6 thì 2 điểm, và lớn thì trên 3 điểm. Và vị trí thì chúng ta quan tâm tới vị trí có ảnh hưởng tới chức năng thần kinh hay không. Nếu không có chức năng thần kinh gì thì là 0 điểm, và có chức năng thần kinh là 1 điểm. Về đánh số dựng lưu tĩnh mạch thì chúng ta xem dựng lưu tĩnh mạch nông là 0 điểm, tĩnh mạch sâu là 1 điểm. Như vậy cái thang điểm này để đánh giá để tính chuyển điều trị. Cho nên chúng ta khi đọc kết quả thì hình ảnh chúng ta chỉ đọc được cái kích thước và số dựng lưu tĩnh mạch mà không đánh giá chức năng theo kiểu đúng nghĩa của nó, đúng nghĩa là phải khám lâm sàng thần kinh. Về CT thì bình thường thì chúng ta sẽ thấy những cái CT mà không cảm quang ở cái thì nó sẽ là bộ những cái vùng đường ngoằn ngoèo tăng đồng độ, và CT cảm quang thì chúng ta thấy nó bắt thuộc thành những cái đám rối mạch máu có động mạch nuôi và tĩnh mạch dựng lưu. Ở đây CT không cảm quang thì thỉnh thoảng nó vẫn có những cái đồng vôi ở bên trong và những cái vùng tăng đồng độ lộn nhộn. Thì đôi lúc chúng ta sẽ gặp những cái biến chứng nó xuất huyết, và chính cái biến chứng xuất huyết này đôi lúc nó che lấp cái ổ nidus và làm chúng ta khó phát hiện cái ổ nidus trên hình ảnh học, và nhiều khi bỏ sót trong chẩn đoán. Cho nên lời khuyên một số trường hợp thì nếu như chúng ta gặp xuất huyết mà nghi ngờ AVM dị dạng mà chúng ta không chẩn đoán được thì có thể là theo dõi xong một tháng chúng ta chụp lại, có thể đợi cái thời gian máu này nó rã tan rã thì chúng ta có thể dễ phát hiện cái ổ nidus hơn. Thì thực sự cái AVM nó sẽ có cái với cộng tư thì chúng ta sẽ thấy được nhiều cái ổ tín hiệu flow void, tức là tín hiệu thấp của dòng chảy trên cả T1 và T2.
Thì chính cái tín hiệu này đó, chúng ta cần lưu ý một điểm là có chừng một số cái trường hợp nước vôi hoặc xuất huyết nó cũng có tín hiệu này, chúng ta cần phải phân biệt. Ngoài ra ngoài cái chúng ta như vậy thì ví dụ như một cái ổ xuất huyết thì thường nó có cái dấu hiệu như nhòe xung quanh, trong khi cái ổ nidus tín hiệu thấp và nó khi chúng sinh sống gradico thì nó vẫn không nhòe đi, và thậm chí nếu có một số trường hợp theo dùng chạy đôi lúc nó sẽ có tín hiệu cao trên ảnh của radar echo. Cái thứ hai thay đổi trên T2 ở đó, đây chúng ta sẽ có những cái thay đổi đầu tiên là nó tăng sinh những cái đệm ở trong bên trong cái mô ổ nơi đất này và xung quanh nó, và chúng ta cần phải chú ý đôi lúc không phải cái vùng tăng tín hiệu trên T2 này chính là tăng sinh những cái đệm, mà nó đôi lúc nó là một phù do cái ứ trệ dòng tĩnh mạch và nó tắc nghẽn huyệt khối của cái tĩnh mạch trong ổ nơi đất, nó cũng gây phù chất trắng, thì lúc đó nó khác biệt là hiệu ứng choáng chỗ của cái vùng mô dị dạng này nó tăng lên. Và cái tiêm thuốc thì nó vẫn bắt thuốc mạnh, và như bữa trước đã nói về kỹ thuật kỹ sông thì cộng từ nó là kỹ thuật 3D T1 Radico rất là giúp ích trong chúng ta chẩn đoán cái dị dạng tĩnh mạch, và thậm chí nó chính xác trong việc đo kích thước của dị dạng hơn là cái chụp kỹ thuật 3D để đó, và hình ảnh T2 để chúng ta đo cái ổ dị dạng. Còn một cái chuỗi sống khác đôi lúc cũng giúp ích cho chúng ta, đó là chuỗi sống SWIFT, là chuỗi sống nhảy từ. Thì ngoài cái tính chất là chúng ta phát hiện rất là nhạy những cái vùng xuất huyết ở trong ổ dị dạng, chúng ta còn tìm được những cái sự che lấp mà bình thường cái sống khác nó bỏ qua, đó là những cái ổ tín hiệu cao trên tế SWIFT, đó chính là tín hiệu của mạch máu với dòng chảy cao nó xuất hiện bên trong vùng xuất huyết. Một cái thứ hai chúng ta cần chẩn đoán phân biệt, đôi lúc chúng ta gặp một cái nhóm mà bức mạch máu nó rất là nhiều và tăng sinh rất nhiều, nhìn qua nó giống như cái AVM. Trước đây thì người ta xếp cái này vô cái nhóm AVM kiểu không có nidus, tức là nó tổn thương nó lan tỏa mạch máu nó lan tỏa mà không có nidus, nó tức là cái mô mạch máu bất thường nó len lỏi vào trong cái mô não bình thường. Cái đặc biệt khác biệt của cái dị dạng động tĩnh mạch kinh điển với cái bệnh mạch máu tăng sinh này chính là cái dịch lưu sớm tĩnh mạch nó không có, tức là chúng ta chụp lên DA thì chúng ta vẫn thấy mạch máu rất nhiều ở khi chụp ở cái mạch máu động mạch, nhưng không có dịch lưu tĩnh mạch sớm ngay ở khi động mạch đó, ở khi chụp động mạch đó. Khác với cái AVM là nó sẽ có dịch lưu sớm tĩnh mạch ngay. Đây này là cái sự khác biệt lúc chúng ta chẩn đoán phân biệt giữa một cái bệnh mạch máu tăng sinh. Thì hiện nay cái DA vẫn là phương pháp rất là chính xác để chẩn đoán và là tiêu chuẩn vàng. Và chúng ta trong DA nó có hơn hẳn cộng từ và CT, ở chỗ chúng ta có thể phát hiện chính xác các cái bao nhiêu mạch máu nuôi, bao nhiêu tức là cấp máu thế nào, bao nhiêu dòng mạch máu thể nuôi, rồi các bao nhiêu tĩnh mạch dựng lưu từ đồng tĩnh mạch sâu hay tĩnh mạch nông. Thì một cái ổ nidus bình thường nó có thể là nó vẫn luôn luôn có một các cái vi phần mạch bên trong, và đôi lúc hình ảnh học chúng ta có thể phát hiện được các cái nhóm loại phần mạch bên trong. Thứ nhất là các cái phần mạch bên trong ổ nidus, và thứ hai là nhóm phần mạch ở các cái dòng chảy động mạch nuôi và tĩnh mạch dựng lưu. Và như vậy thì một ổ nidus lớn đôi lúc là chúng ta sẽ thấy tình trạng nó cướp máu thì nó nào cái cần bằng cách nó dồn cái hệ thống mạch máu rất là nhiều về cái vùng ổ nidus này, toàn lớn này. Và như vậy thì nguy cơ xuất huyết nó chúng ta có thể dự báo được trên hình ảnh học. Thì đầu tiên cái vị trí là ở quanh não thất cạnh nền với đôi thì nó nguy cơ xuất huyết cao hơn. Thứ hai về động mạch, mà nếu có một cái phần mạch ở cuốn của cái nidus và phần mạch bên trong nidus thì chúng ta có thể dự báo nguy cơ, tuy nhiên rất là khó phát hiện trên cộng từ cái phần mạch bên trong nidus. Về cái tĩnh mạch dựng lưu thì nếu hệ thống dựng lưu tĩnh mạch ở trung tâm sẽ sâu thì nguy cơ xuất huyết nhiều hơn. Thứ hai là cái nó dòng bị dòng tĩnh mạch bị huyệt khối
thì nó dễ bị nguy cơ xuất huyết, tức là áp lực dòng lớn và tĩnh mạch nó giãn lớn thì cũng là một cái nguy cơ. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng cái ổ nidus càng nhỏ thì nguy cơ xuất huyết càng cao hơn những cái dị dạng vùng tĩnh mạch mà kích thước lớn. Kích thước bằng lớn thì nó gây những biến chứng cục máu, trong cái kích thước nhỏ thì nguy cơ bởi vì áp lực dòng vào nó rất và dùng ra khi cái ổ nidus sưng lớn quá thì nó dễ nguy cơ tăng áp lực ở dòng cuối và nó dễ vỡ. Về cái điều trị của cái dị dạng vùng tĩnh mạch thì chúng ta có thể có hiện nay chúng ta điều trị bằng cách là thuyên tắc và xạ phẫu định vị, tức là gamma knife nói chung. Thì chúng ta chọn lựa khi nào? Khi đầu tiên nếu mà phẫu thuật là ở những cái vùng ít chức năng thần kinh và đồng thời là nó ở phía nông, ở phía vỏ não, thì chúng ta chọn lựa phẫu thuật là phương pháp tốt nhất để cắt tròn cái ổ dị dạng. Nếu một cái kích thước mà ổ dị dạng nhỏ dưới 3 cm mà nó nằm ở vùng sâu mà có chức hoặc có chức năng thần kinh thì chúng ta nên chọn lựa xạ phẫu, bởi vì xạ phẫu gamma knife nó giúp chúng ta điều trị triệt tiêu cái ổ dị dạng mà không xâm lấn mà rất là an toàn. Đó, cái tuy nhiên biến chứng của xạ phẫu gamma knife không có nhiều. Nó khi chúng ta bắn vào gamma knife thì các cái tế bào viêm nó viêm thành mạch, nó tắc đôi lúc nó tăng áp lực đột ngột, nó có thể gây biến chứng xuất huyết hoặc là một số trường hợp biến chứng xa như là nó tạo hình tạo hốc nang hoặc là một vân vân, thì đó là những cái vấn đề của cái xạ phẫu định vị gamma knife. Cái thuyên tắc thì hiện nay chúng ta sử dụng trong trường hợp là cái ổ dị dạng quá lớn và vị trí nó nằm ở sâu chức năng và lớn quá, xạ phẫu định vị không thể giúp ích để triệt tiêu được khối kích thước nó lên trên 3 cm, thì chúng ta nên chọn cái thuyên tắc. Đây là cách chọn để điều trị. Một cái nhóm thứ hai là rò đụng tĩnh mạch. Thì khác biệt của rò đụng tĩnh mạch với cái dị dạng đụng tĩnh mạch là gì? Là nó có sự thông nối trực tiếp dòng đụng tĩnh mạch và dòng chảy cao, tuy nhiên không có cái ổ nidus, không có cái ổ là đảm với mạch máu ở chính giữa, mà nó chỉ là một cái sự thông nối trực tiếp từ đụng mạch và tĩnh mạch từ măng cứng. Thì như vậy có hai loại, ba loại. Cái loại thứ nhất là do đụng tĩnh mạch măng cứng đơn thuần, thì vị trí hay gặp ở những vùng như xoang ngang hoặc là ở các cái phía xoang dọc trên. Nhóm thứ hai là đụng tĩnh mạch măng cứng của cái xoang hàm và đụng mạch xoang hàm. Và nhóm thứ ba là dị dạng tĩnh mạch Galen, tức là sự thông nối đụng tĩnh mạch trực tiếp vì cái dị dạng Galen mang tính chất bẩm sinh. Thì cái dị dạng đụng do đụng tĩnh mạch măng cứng thì có một cái thông nối trực tiếp đụng tĩnh mạch trong măng cứng và khoảng 10-15% các dị dạng mạch máu nội sọ. Thì có hai loại, loại người lớn thì có các cái mạch máu rất nhỏ ở trong xoang tĩnh mạch măng cứng bị hẹp khối và thường gặp ở tuổi trung niên và tuổi già. Thì nguyên nhân giữa cái rò này thì tương quan với cái hẹp khối của tĩnh mạch nội sọ. Ở trẻ nhỏ thì cái nhiều cái sưng đụng tĩnh mạch thì là liên quan tới một số xoang măng cứng bị hẹp khối. Thì trẻ nhỏ thì có thể hay gặp ở trong trường hợp bẩm sinh hơn là mắc phải. Ở cái mắc phải thì nguyên nhân nó là sau một tổn thương tĩnh mạch, tức là sau một cái hẹp khối tĩnh mạch nội sọ hoặc là sau phẫu thuật hoặc là chấn thương. Thì thường thì nó có nhiều cái nguồn nuôi, hầu hết là do tấn sinh mạch từ hẹp khối tĩnh mạch nội sọ trước đó, thường là ở cái xoang ngang. Thì như vậy là nói chung thì tuổi của cái rò đụng mạch măng cứng mắc phải thì thường khoảng trên 40, trong còn bẩm sinh thì gặp ở trẻ em. Thì đây là một cái tác động bệnh nguyên đa dạng của cái rò đụng măng cứng. Chúng ta cần phải xem xét là có thể là do nhiễm trùng, do kỹ thuật ngừa thai, do các cái u nó xâm lấn cái huyệt khối xoang mạch măng cứng dễ cần như là u măng não, u bụng cảnh đôi lúc cũng gây rò, rồi các cái tác động bẩm sinh, thì các cái tồn tại các cái tĩnh mạch trong thời kỳ phôi thai liên quan bất thường như là hội chứng thần kinh da hoặc là dị dạng tĩnh mạch Galen. Nhóm chấn thương thì gãy xương sọ nó tổn thương của xoang mạch máu măng cứng, nó cũng gây rò ở bệnh phụ nữ có thai, rồi các cái bệnh nguyên liên quan với loãng đông máu, bệnh hemoglobin thì nó cũng gây tình trạng hẹp khối của tĩnh mạch. Rồi gặp nguyên nhân vô căn. Một nguyên nhân cuối cùng là do thầy thuốc, tức là sau
cái cắt của xương ngang do u, các u bao dịch gân u cuộn cạnh nó có thể gây tổn thương cái mạch máu bằng xoang bằng cứng và nó gây rò. Như vậy đây là một cái hướng thì việc đầu tiên thì khi một khi tức là chúng ta hiểu rằng cái tác động vòng vòng gọi là nhân quả thuận chi gọi là tác động qua lại giữa cái huyệt khối xoang tĩnh mạch bằng cứng với huyệt khối tĩnh mạch nội sọ, thì ví dụ huyệt khối tĩnh mạch nội sọ nó gây một cái là có yếu tố dự báo là tình trạng tăng đông, thì nó làm tăng áp lực của cái tĩnh mạch và tạo ra một cái vi mạch thông nối kết nối vi mạch trong xoang bằng cứng, thì cái kén này nó càng ngày càng lớn lên rồi thông nối trực tiếp giữa cái động mạch và tĩnh mạch. Nếu một cái thông nối động tĩnh mạch cái do động mạch bằng cứng nó phát triển thì cấp máu màng mềm có nhận thêm máu từ mạch máu nhu mô, và đây là chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được trên cái dạng mạch máu của nhu mô. Rồi khi cái thông nối đó nó có cái hồi lưu tĩnh mạch vỏ trở về không, nếu cái thông nối nó có được một cái dòng ngược mong mạch máu từ thông nối nó đảo ngược dòng, tức là biến dòng động mạch tĩnh mạch thành động mạch, thì cho nó bị động mạch hóa, thì từ động mạch hóa nó có thể tắc xoắn cơ học dẫn tới việc lưu ngược chiều tĩnh mạch vào não, rồi cũng thể gây huyệt khối trở lại như, và biến chứng của nó khi tăng áp lực thì nó có thể dẫn tới huyệt khối tĩnh mạch nội sọ do cái dòng dẫn lưu tĩnh mạch bị ứ trệ, nó bị giãn và nó tăng áp lực lên, nguy cơ xuất huyết cao. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái tác động qua lại giữa cái huyệt khối gây rò, và rò thì có thể gây lại huyệt khối và nó có thể biến chứng xuất huyết nội sọ, có thể là nhồi máu tĩnh mạch sau cái rò động mạch bằng cứng, vân vân. Như vậy thì cái triệu chứng lâm sàng chúng ta có gặp được thì ngoài ở cái rò động mạch bằng cứng xoang hang thì chúng ta có thể đọc được cái tiếng đập của mạch, hoặc là cái tiếng đập ở trong rò được xoang bằng cứng của xoang sigma thì chúng ta có thể tiếng ù tai, mạch đập ù tai ở tai. Rồi các triệu chứng xuất huyết, các triệu chứng cốt trú thì các triệu chứng đó cũng đặc hiệu, đồng kinh cũng đặc hiệu. Như vậy chúng ta xem xét các cái vị trí thì hiện nay là với xoang bằng cứng thì chúng ta gọi là do ở vị trí xoang ngang và xoang sigma là thường gặp nhất, sau đó thì đến xoang xoang hang, xoang dọc trên, xoang thẳng, xoang tĩnh, các cái xoang tĩnh mạch khác và hồ sơ trước liều chỗ nào, tức là các cái vị trí. Về cấp máu của cái tức là cái động mạch nuôi thì chúng ta quan tâm tới thì thường đa phần các cái rò động tĩnh mạch bằng cứng thì cấp máu từ hệ thống của cạnh ngoài nhiều hơn là hệ thống cạnh trong. Chứ vậy ở trên liều thì các cái động mạch xuất phát từ cái động liên quan tới động mạch bằng nào giữa từ động mạch thái dương nông, rồi hồ sọ trước thì các cái nhánh xoang sàng của động mạch mắc từ động mạch cạnh trong, ở xoang hang thì nó có các cái nhánh bằng cứng từ động mạch cạnh trong và nhánh bằng não phù từ động mạch hàm qua lỗ bộ dục, rồi các nhánh của động mạch cạnh ngoài. Ở hồ sọ sau thì chúng ta có các cái nhánh bằng cứng từ động mạch đột sống, các động mạch chậm và động mạch hầu lên, nên các nhánh của động mạch cạnh ngoài. Thì như vậy ở cái vùng xoang sigma thì hay có cái thông nối từ các cái động mạch cạnh ngoài của nhánh cái động mạch chậm, và ở ống cái chỗ nối sọ của cổ thì hay có những cái dù cái động mạch hầu lên và tức là các nhánh của động mạch cạnh ngoài. Thì cái này thực ra thì chúng ta chẩn đoán mà các cái nhánh động mạch cấp máu nào thì cũng chỉ có chẩn đoán chính xác dựa vào data, và vị trí thông nối cũng chẩn đoán dựa vào data chứ không thể nào dựa chính xác vào dự đoán vào chính xác vào cái hình ảnh cộng từ hoàn hình cắt ngang như là cộng từ hoặc CT. Tuy nhiên chúng ta có thể dự báo được vị trí tùy theo cái cách vị trí thông nối. Và về mặt phân loại do động mạch bằng cứng thì có hai hệ thống phân loại là đó là hệ thống Borden và Cornell. Thì cả hai hệ thống phân loại này đều nhấn mạnh đến cái dạng tĩnh mạch chuyển lưu và liên quan tới cái rò. Thì với phân loại Borden thì chúng ta chia đơn giản thành ba tiếp. Tiếp một là dẫn lưu tĩnh mạch vào xoang bằng cứng. Tiếp hai thì là nó dẫn lưu tĩnh mạch vào xoang bằng cứng kèm dẫn lưu tĩnh mạch vào não, tức là cứ thông nội đồng tĩnh mạch và dẫn lưu vào xoang bằng cứng có thêm tĩnh mạch vỏ. Như vậy thêm của tĩnh mạch vỏ là tiếp hai. Nếu dẫn lưu tĩnh mạch trực tiếp vào tĩnh mạch dưới nền mà chỉ dẫn lưu tĩnh mạch vỏ là tiếp ba, tức là nó chỉ dẫn lưu của cái tĩnh mạch vỏ mà không có trực tiếp vào xoang bằng cứng thì tiếp ba. Thế như vậy với tiếp 2 và tiếp 3 là cái dạng xâm nhập và chúng ta có thể phải điều trị can thiệp. Như vậy phân loại Borden thì chúng ta dễ nhìn thấy thì ở đây chúng ta có tiếp 1 với một cái thông động mạch và có cái
các cái tĩnh mạch chảy lưu, nhưng không không có cái tiếp hai cũng vậy là có cái tĩnh mạch thông nối nhưng mà cái dòng chảy thì vẫn ngược chiều, thuận chiều. Rồi tiếp ba là tĩnh mạch vỏ, như vậy các cái xoang măng cứng được tiếp hai cái hai chiều khác nhau và tĩnh mạch vỏ, như vậy là chúng ta sẽ đơn giản như thế. Hệ thống phân loại quốc não thì nó phức tạp hơn, tuy nhiên cái này người ta cũng sử dụng nhiều hơn. Đầu tiên là tiếp một thì dựng lưu tĩnh mạch vào xoang măng cứng với dòng thuận chiều bình thường. Như thứ hai thì có việc 2A thì dựng lưu tĩnh mạch xoang măng cứng với dòng ngược chiều, 2B dựng một xoang ở dòng thuận chiều bình thường còn kèm với tĩnh mạch vỏ. Nếu cả 2A còn B thì cả vừa cả xoang măng cứng dòng ngược chiều và cả tĩnh mạch vỏ. Với 3 thì dựng lưu tĩnh mạch trực tiếp vào tĩnh mạch dây nhện là chỉ tĩnh mạch vỏ. Tiếp 4 thì nó dựng lưu tĩnh mạch trực tiếp vào tĩnh mạch dây nhện với dạng tĩnh mạch. Tiếp 5 là dựng lưu tĩnh mạch trực tiếp vào tĩnh mạch quanh tủy sống. Thì như vậy thì từ tiếp 1 chúng ta có thể không cần điều trị gì thì các tiếp còn lại phải điều trị. Và như vậy các cái vị trí ở hố sọ trước và liều tiểu não thì có tần suất tổn thương kiểu từ tiếp 2 đến tiếp 5 nhiều hơn. Đây là sơ đồ phân loại quốc não để chúng ta nhận thấy như tương tự như thế. Đây là chúng ta sẽ có xem xét cái sơ đồ mà dựng lưu như vậy. Như vậy đấy, cái dòng hồi lưu thuận chiều, rồi cái dòng của tiếp 2AB là có dòng ngược chiều và đi kèm hoặc cũng đi kèm cả cái tĩnh mạch vỏ. Rồi có thuận chiều và ngược chiều, rồi không còn bên cái dòng của cái hồi lưu của cái tiếp 3 thì nó có cả tĩnh mạch vỏ dựng đi vào trong tĩnh mạch vỏ nữa, tĩnh mạch dựng lưu đi vào trong tĩnh mạch vỏ. Rồi tiếp 4, rồi tiếp 5 thì chúng ta sẽ xem xét như đã phân loại như vậy thì cách ngăn này sơ đồ nên nó dễ, chúng ta dễ để dễ nhớ hơn. Thì cũng như là dị dạng động tĩnh mạch thì chúng ta cũng chẩn đoán ở cái đệt đa vận tiêu chứng vàng, nhưng mà hiện nay cộng tư thì cũng có vai trò rất là quan trọng để giúp chúng ta có thể dự gợi và dự báo một cái số tiếp được. Đầu tiên cái một cách đơn giản để chúng ta dễ nhìn nhất thì tác động của tổn thương của cái rò thì nó có tác động nhu mô rồi tác động bạch trực tiếp vào mạch máu. Tác động nhu mô là gì? Thì đầu tiên là cái dấu hiệu nó phù của chức trắng, phù của theo kiểu cơ chế của tăng áp tĩnh mạch, xung huyết tĩnh mạch thì nó có một cái dạng nhồi máu tĩnh mạch, rồi là cũng có phù nhồi máu xuất huyết, nhu mô dị nhìn. Thì cái nói chung một cách tổng quát thì cách tổn thương của biến chứng của cái rò động mạch mạch măng cứng này nó giống y với cách tổn thương của huyết khối tĩnh mạch nội sọ. Và chúng ta tìm được các cái dấu gián tiếp là các cái tĩnh mạch vỏ nó giãn trên cái súng cái flow void trên T2, thấy chấm đen ngoằn ngoèo trên T2. Và chúng ta phát hiện trên CT cảm quan cũng như CTA cũng như súng nhảy tư, rồi MRI A tổng 3D và MRI B. Thì ở đây chúng ta thấy cái nghi ngờ của tổn thương tiểu não có xuất huyết có phù thì nghi ngờ sẽ một cái rò ở vùng xoang số sigma. Với CT chúng ta có thể gợi ý được không? Có được. Thứ nhất, nếu chúng ta chụp hình CT tiêm thuộc hoặc CTA, chúng ta thấy có nhiều hệ thống mạch máu màng mềm nó dạng mà ngoằn ngoèo như thế này là đây là một dấu hiệu gợi ý. Dấu hiệu cái thứ hai là chúng ta nhìn vào trong các cái xoang mạch máu, xoang măng cứng mà nó thấy có hệ thống mạch máu nó chảy bên trong thì cũng đó là dấu hiệu giúp chúng ta chẩn đoán trong các cái là do động mạch măng cứng. Còn có thể là biến chứng xuất huyết, như vậy thì chúng ta có thể chẩn đoán. Và như vậy chúng ta dự chẩn đoán do động mạch măng cứng trên CT phải bắt buộc là hình ảnh tiêm thuốc CTA. Thì ở đây chúng ta thấy nó có một cái đường mạch bình thường với cái hệ thống nó ở CT trong kỳ thi đường mạch mà chúng ta thấy xuất hiện hệ thống tĩnh xoang tĩnh mạch nó đã xuất hiện rồi, thì đây là một dấu hiệu gián tiếp giúp chúng ta chứng tỏ là có rò động tĩnh mạch. Cộng tư thì cũng tương tự như CT, chúng ta sẽ thấy được các cái mạch máu màng mềm bất thường rồi giãn các cái vỏ nhưng mà không có cái ổ nơ đất nào cả đó. Rồi chúng ta tìm được các cái tổn thương phù chức trắng tăng tín hiệu cu nào kết cần
Và như vậy cái thuốc 3D đôi lúc có thể là âm tính. Thì với MRV thì chúng ta thấy tắc xoang màng cứng, rồi dòng màng hề, thì nói chung cái này thì chỉ giúp chúng ta dấu gián tiếp thôi, không có dấu trực tiếp để chẩn đoán. Ở đây chúng ta thấy một cái đầu tiên hình ảnh của T2, chúng thấy có một cái mạch máu dạng bất thường ở vùng hố sọ sau, thì cái này nghi ngờ có một cái rò. Thì ở đây chúng ta thấy hình ảnh flare nó có phù ở cuộn tiểu nội dựa, một cái dấu hiệu gợi ý của một cái phù tĩnh mạch. Thì sau tiêm thuốc thì chúng ta thấy ở các cái trong xoang màng cứng nó có những cái bất thường mạch máu và vùng huyệt khối, thì chúng ta nghi ngờ đây là một cái rò. Rồi các cái tĩnh mạch flow của tĩnh mạch ở vùng mô mềm, như vậy flow của mạch máu mô mềm thì có thể dự báo chăng liên quan tới hệ thống cạnh ngoài của khối xoang tĩnh mạch. Rồi như vậy ở cái do đụng cứng thì ở đây MRV, MRA thì chúng ta thấy khi chụp MRV được bởi kỹ thuật mà PC cũng trác thì chúng ta thấy cả đồng tĩnh mạch, và như vậy chúng ta sẽ thấy được cả cái phần bất thường tĩnh mạch sớm ở cái vị trí rò. Ở trong hình thuộc 3D thì rất là giá trị, chúng ta nên xem xét hình thuộc 3D ở hình gốc để chúng ta tìm cái bất thường mạch máu tốt hơn. Hình gốc tức là hình cắt chưa tái tạo. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ở cái chụp thuộc 3D thì thường dòng chảy cao của động mạch nó xuất hiện, thì chúng ta thấy cái dòng của xoáng tĩnh mạch dọc trên, xoáng sigma nó cũng xuất hiện, và ở đây có một cái mạch máu bất thường nằm trong xoáng sigma. Đây là dấu chỉ cho thấy rằng đây là có một cái rò màng cứng, và vị trí rò thì thường ở phía xoáng sigma. Đích A thì một cái là đều là một cái phương tiện tuyệt vời, và đương nhiên chúng ta có thể thấy được các cái hệ thống thông nối đồng tĩnh mạch trực tiếp và vị trí các cái vị trí cũng như các mạch máu nào bị mạch máu nuôi vân vân. Ở đây một cái ví dụ cho thấy chúng ta thấy các cái hệ thống mạch máu dạng và có cái ổ cái thông nối ở phía xoang màng cứng, phía xoang dọc trên. Và như vậy ngoài cái chẩn đoán của đích A, ngoài cái chẩn đoán xác định rò hay không rò, còn xác định được tiếp của phân loại rò để có hướng điều trị, tức là đánh giá có xâm nhập hay không xâm nhập để điều trị bị keo điều trị. Một số trường hợp thì chúng ta thấy trong đích A hình ảnh nó có cái dạng mạch máu rất nhiều, ở chúng ta nhìn như hình ảnh giả viêm tĩnh mạch, người ta gọi là giả viêm tĩnh mạch. Đây một cái vài ví dụ cho thấy cái vai trò của các cái chuỗi sông. Thì ở đây chúng ta thấy sinh sống CT dẫn hình MIP cho thấy cái dạng mạch máu và vị trí của nghi ngờ thông nổi của cái tĩnh mạch của dẫn lưu. Hình ảnh SWI giúp chúng ta thấy được các cái mạch máu nó dạng tĩnh mạch nó dạng bất thường. Đây là một cái ví dụ cho thấy cái rò tĩnh mạch cứng ở cái vùng hồ sau và ở vùng của tủy sống, thì chúng ta thấy tổn thương tủy do nhồi máu do thiếu máu tủy, rồi các cái tiêm thuốc vào thấy có các cái mạch máu bất thường, rồi các cái hệ thống ở đây tên T2 nó dạng các hệ thống mạch máu ở màng mềm, thì từ đó chúng ta sẽ xác định chẩn đoán là rò. Đây một trường hợp khác ở xoang tĩnh mạch dọc trên, thì có một thông nối giữa cái đồng mạch với xoang tĩnh mạch dọc trên, thì đây chúng ta thấy rất là rõ cái hình ảnh nó của rò, nhưng cộng từ giúp chúng ta thấy gián tiếp bằng cách thấy dạng nhiều cái tĩnh mạch vỏ trong màng mềm, màng mềm này, thì chúng ta sẽ gợi ý dấu hiệu gián tiếp giúp chúng ta gợi ý là rò tĩnh mạch màng cứng. Với kỹ thuật SWI thì ngoài như vừa trước đã nhắc tới, thì chúng ta ngoài cái khả năng chúng ta chẩn đoán có sự bất thường cấu trúc tĩnh mạch dẫn lưu màng mềm, chúng ta có thể tránh được cái xác định xem tĩnh mạch này có dẫn lưu ngược chiều trong rò đồng tĩnh mạch hay không, bằng cách là bởi vì nếu sống các hệ thống tĩnh mạch thì thường bình thường nó là deoxyhemoglobin, tuy nhiên khi nó đổi dòng qua dòng
ngược chiều qua dòng động mạch, đảo dòng động mạch, thì lúc đó thành ra là hàm lượng oxy hemolymph nhiều hơn, thì chúng ta sẽ trắng trên hình xương quai. Nó đây là một cái dấu chỉ cho thấy có sự đảo dòng của đồng, từ tĩnh mạch sang động mạch. Và như vậy thì nhiều một số nghiên cứu người ta đề nghị chụp xung xương quai này thay thế chụp mạch để nhận diện cái dẫn lưu tĩnh mạch màng mềm có hồi lưu trước và sau điều trị do tĩnh mạch. Nếu được có hồi lưu sau điều trị nó giảm được cái hồi lưu này thì chúng ta thấy đã có điều trị thành công. Ở đây, đây là ca này là người ta nghiên cứu thể tính dự báo của cái rò động mạch màng cứng trên xung xương quai bằng cách chúng ta thấy là có cái đảo dòng ngược chiều, tức là chúng ta thấy có những bất thường tín hiệu của cái tĩnh mạch nó thay tĩnh bằng tăng tín hiệu trên xung xương quai, từ đó nghi ngờ, sau đó 2 tuần sau thì nó xuất huyết. Ca này thì tôi thấy cũng một ca có bất thường hệ thống mạch tĩnh mạch ở trong ở dạng tĩnh mạch ở trong xoáng sigma trên sống tột 3D, rồi trên sống quai có cái nặng độ đảo dòng bằng cách tăng tín hiệu của tĩnh mạch trên sống quai. Như vậy thì và chụp đệt A thì chúng ta thấy là ca này là một cái động mạch từ động mạch chậm đi vào. Đây một cái vị trí cách khác để chúng ta giảm tiếp. Đầu tiên chúng ta có thể thấy một cái dạng tĩnh mạch vỏ não bất thường đi kèm các cái tổn thương hoặc là phù chất trắng hay là tổn thương của cái huyết myelin, thì thấy có vẻ nó giống như phù chất trắng hoặc huyết myelin tăng tín hiệu trên T2 và dạng mạch máu. Chúng ta nhìn kỹ một tí thì thấy cái xoáng tĩnh mạch nó có vẻ nó bị huyết khối hay bị nhỏ đi, hoặc là một cái huyết khối màng tĩnh nó nhỏ và nó không thấy có cái dòng tín hiệu dòng chảy flow void. Chụp trên xung xương quai thì chúng ta thấy có sự thay đổi cái dòng chảy ở cái xoáng sigma và xoáng ngang bên trái phải, và như vậy đây là một hình ảnh nghi ngờ rò, và chúng ta chụp đệt A lên thì chứng minh nó là rò. Một cái kỹ thuật khác mà cái này thì các anh chị nếu có máy sau này nên có thể áp dụng được một chút, đó là kỹ thuật ATEL, tức là kỹ thuật tưới máu với gắn nhãn spin động mạch. Thì cái kỹ thuật này giúp chúng ta dự báo có rò hay không. Ví dụ như một bệnh nhân ù tai nghi ngờ rò, thì nếu chúng ta chụp cái sống ATEL này chúng ta thấy có bất thường tưới máu, ví dụ đây ở vị trí vùng tiểu não ở này, thì chúng ta sẽ nghi ngờ có bất thường tưới máu đây, thì nghi ngờ gì đây là giá trị dự báo dương, giúp chúng ta nghi ngờ là có khả năng có rò động mạch màng cứng, thì chúng ta sẽ làm tiếp test A vân vân để chúng ta chẩn đoán. Thay vì còn khi nó mà đã âm tính thì nó loại bỏ được cái là cái rò, nó không có rò. Thì đó là một cái ví dụ để chúng thấy trong một số cái chẩn đoán các cái triệu chứng u tai của bệnh nhân trong cái rò động mạch tĩnh mạch màng cứng của xoáng sigma chẳng hạn. Một cái kỹ thuật nữa là CT 4D, thì chúng ta có thể chụp theo kiểu là người ta chụp CT và nó theo thời gian thực và giúp chúng ta có thể xác định được cái vị trí rò thông nội, thì cái này đang phát triển. Như vậy chúng ta phân biệt gì giữa cái rò động mạch màng cứng, thì đầu tiên chúng ta có xem ra là có huyết tĩnh mạch có huyết khối. Như vậy các cái hệ thống xoáng màng cứng có tĩnh mạch nội trội bằng hệ bên trong và có nhiều hệ thống tĩnh mạch giãn, nhưng không quan trọng là không có động mạch nuôi tìm được. Như vậy còn trong trường hợp mà dị dạng mạch máu như AVM thì phải có NIDUS, DVA thì có hình Medusa. Thì như vậy thì một cái thông nội màng cứng thì chúng ta phải tìm được cái hệ thống tĩnh do động mạch màng cứng, thì chúng ta hệ thống bất thường hệ thống tĩnh mạch trong các xoáng là quan trọng. Một cái tính chất mà gọi là biệt lập nữa, tức là trong cái rò động mạch màng cứng thì chiên rò xoáng hang là một cái tâm có tâm rất là quan trọng, và nó đứng chiếm thứ hai sau cái rò động mạch màng cứng thông thường. Và đây là một cái sự thông nối trực tiếp giữa hệ thống động mạch cảnh và xoáng hang, cả cái hệ thống tĩnh mạch trong xoáng hang. Thì với hình ảnh chúng ta thấy là cái xoáng hang lớn và tĩnh mạch mắc trên dạng, đây là dấu gián tiếp giúp chúng ta gợi ý chẩn đoán rò động mạch cảnh. Trên lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy cái xung huyết kết mạc rồi mắc lồi vân vân, và có thể có mạch đập ở mắt vân vân. Thì phân loại thì
khác với phân loại rồng mạch tính thì khác, thì rồng mạch sống sông Hàn người ta phân loại baro thì ta có phân loại theo kiểu giúp A trực tiếp, tức là sấn đồng mạch cảnh trong măng cứng ở sông Hàn dòng chảy cao. Chip B là sấn của các nhánh đồng mạch cảnh trong măng cứng sông Hàn. Chip C là sấn đồng bằng mạch măng cứng cạnh ngoài và sông Hàn. Chip D là các nhánh măng cứng đồng mạch cảnh trong với cạnh ngoài và với sông Hàn. Thì cái này thì cái tiếp trực tiếp thì thường hai cái điều trị để can thiệp. Đây là hệ thống những lưu tĩnh mạch của cái xoang hang thì nó rất là phức tạp. Thì chúng nhớ đầu tiên là hệ thống cái tĩnh mạch mặt trên dựng lưu, hệ thống các cái tĩnh mạch não giữa nung, rồi tĩnh mạch móc, tĩnh mạch rồi tiểu não, rồi tĩnh mạch xoang đá trên và tĩnh mạch xoang đá dưới, rồi tĩnh mạch đạm một chấm bướm, chấm bướm và cái mạch đạm đồi tĩnh mạch nền. Cái hình ảnh CT cũng thấy được đối lộ, chúng ta thấy rằng là cái mắt lồi rồi dạng tĩnh mạch mắt trên rồi lớn xoang hàm rồi dạng tĩnh mạch mắt trên. Cộng hưởng tư thì với hình ảnh thường quy chúng ta quan sát kỹ thì sẽ thấy, thì bình thường chúng ta thấy rằng hệ thống tĩnh mạch trong xoang hàm ở mặt phẳng ICO thì chúng ta thấy hai chấm, trong khi cái xoang tĩnh mạch mà nó bị rò thì có nhiều chấm hơn. Và như vậy thì cái giá trị của chúng ta chụp chính xác nhất cũng là thì chụp cái tổ phần tổ 3D. Trên tổ 3D này chúng ta nên xem xét từ hình gốc, tức là chúng ta xem từng lát cắt mỏng nguyên thủy, rồi chúng ta thấy sẽ thấy tĩnh mạch mắc giãn và có rất nhiều cái hệ thống mạch máu trong xoang hang nó giãn bất thường. Rồi chúng cái mà phòng quan chúng ta thấy có hệ thống mạch máu flow void nó bất thường. Đó. Về điều trị thì người chống cả rò đồng mạch cứng thì cái tiếp đồn Borden tiếp 1 hoặc Kona tiếp 1 hoặc 2A thì có thể là không điều trị bảo tồn và theo dõi thường quy để khi nó chuyển dạng thành dạng xâm nhập thì chúng ta có thể điều trị can thiệp. Thì tổn thương xâm nhập thì có nguy cơ biến chứng huyết khối và chuyển dạng thần kinh, cho nên chúng ta phải điều trị ngay từ đầu. Hiện nay thì người ta cho rằng cái vấn đề can thiệp nội mạch vẫn là ưu tiên. Dù ở đây chúng ta thấy nhiều trung tâm còn bị nặng cái hình ảnh xạ phẫu gabanai, thì thật sự vai xạ phẫu này rất là thấp trong cái điều trị do đồng mạch cứng. Thì người ta kêu là dạng nhẹ lành tính tiếp 1. Và thì nhưng tuy nhiên cái xạ phẫu nó cũng có một nguy cơ ở những cái tiếp lành tính tiếp 1 này, chúng ta bằng gabanai đôi lúc nó có thể gây biến chứng xuất huyết. Cho nên cũng thận trọng khi chọn lựa xạ phẫu. Về phẫu thuật thì chúng ta chọn lựa các cái vùng dễ phẫu thuật như vùng sàng sọ trước ở các cái vùng lồi não. Mà nếu như sau khi đã điều trị thất bại bằng điều trị nội mạch, tại vì chúng ta điều trị bằng các loại keo vít thì có thể điều trị qua đường tĩnh mạch hoặc đường động mạch và các vật liệu nút mạch, thì các cái hạt nhỏ, các cái coi, các cái côn và các cái chất N-butin, điều butin cyanoacrylate, tức là cái chất onit, chất NBCA hoặc là chất keo onit, thì đây là những cái keo nó tắc bệnh viện được cái rò bịt rò này. Đây là cái kỹ thuật bịt rò bằng onit đường động mạch. Thì tóm lại về cái rò măng cứng thì chúng ta cần xem xét kỹ các cái dạng những lưu tĩnh mạch giúp chúng ta phân tích rất là và đánh giá độ nặng quyết định điều trị. CT cộng tư là phương tiện đầu tiên và nó có thể bỏ sót những dạng do đồng mạch cứng nhẹ mà không biến chứng. Bệnh nhân huyệt khối tĩnh mạch nội sọ có dạng lành vỏ thì chúng ta cần nghi ngờ EVF. Như vậy chúng ta nhận một cái huyệt khối tĩnh mạch nội sọ có thể thông thường là màng tính và có cái dạng tĩnh mạch vỏ gương đó thì chúng ta cần nghi ngờ có cái đi EVF. Và nếu bệnh nhân không có rồi dấu gì dạng mạch máu chưa có chỉ định SA thì chúng ta dùng kỹ thuật SL, tức là tưới máu gắn nhãn spin động mạch, tức là tiểu máu nội sinh không tiêm thuốc này, khi nó âm tính thì chúng ta loại trừ rò. Và đây ấy vẫn là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán phân loại và lập hoạch điều trị nội mạch. Cái tình dị dạng tĩnh mạch Galen thì thực chất cũng là một cái thống nội động mạch, nhưng có tính bẩm sinh, nó gặp ở trẻ em và nó gây suy tim rất sớm, cho nên là triệu chứng nó hiện hiện ngay từ khi em bé liền. Nó có hai nhóm thứ nhất là nhóm kiểu mạch mạc,
thì nhiều cái động mạch nuôi từ quấn trẻ trai và mặt mặt mạc động mạch xuyên đồ thị kiểu thần thì nó ít mập mà nuôi từ động mạch cụ não xương tư hoặc động mạch màng sau. Thì với cái thông này chúng ta thấy có một cái dạng rất lớn của hệ thống tĩnh mạch Galen. Ở đây chúng ta thấy một cái tĩnh mạch rất lớn dạng và nó tăng nồng độ chúng ta rất là lớn và nó tầm chúng ta thấy rất là ghê, thậm chí đến chụp X quang chụp CT thử chưa tìm thuốc nó cũng vẫn là một cái khối tăng nồng độ dạng u và bệnh nhân có suy tim. Thì cái biến chứng của nó thì có những cái biến chứng xuất huyết rồi nhồi máu vân vân. Thì hình ảnh thì cũng dễ chẩn đoán rất là dễ, chúng ta thấy tiêm thuộc vào ấm bệ mà có những cái bông xoắn tĩnh mạch Galen nó dạng lớn thành túi phân người là phân tĩnh mạch Galen thì chúng ta sẽ chẩn đoán được đây như vậy. Trên cổng từ thì thay vì tín hiệu cao trong hình ảnh DT2 thì nó sẽ có tín hiệu dòng chảy cao để tạo ra tín hiệu flow voice. Ở đây hình ảnh DTA rất là dạng cái hệ thống tĩnh mạch Galen rất lớn. Về cái điều trị thì hiện nay tùy theo thể mà thể thống nội mạch máu liều lớn thì chúng ta điều trị cái suy tim trước cho đến khi em bé đạt đủ đến 5-6 tháng đủ thời gian để mà thuyên tắc được đủ cách để đặt catheter được thì chúng ta sẽ đặt catheter. Với cái thể thần thì thật vì không ít suy tim hơn cho nên chúng ta phải thuyên tắc bằng cách đợi muộn hơn để thuyên tắc. Một cái dị dạng khác thì chúng ta cũng khá thường gặp ở não, người ta gọi là dị dạng hang hay lãng dôm hay là các bệnh noma hoặc là vân vân thì nhiều tên gọi khác nhau cũng đồng nghiệp với cái cavernous hemangioma malformation. Một cái đặc trưng của chúng về bệnh học thì cái này là cái khoang mạch máu trong mạch mạch cái kích thước và các dạng xoang cho nên đặng vào cái dạng giống như một cái hồ dạng máu dạng xoang và nó có những cái xuất huyết hoạt động vôi bên trong này từng đợt tạo ra những cái tổn thương kiểu cái khối hỗn hợp như vậy. Thì có hai nhóm di truyền, thì nhóm di truyền thì thường là gặp nhiều và nhóm tàng mạc thì tình cờ có thể chúng ta gặp một ổ như vậy. Thì một cái đặc trưng là của gì hai chúng ta cần nhớ là tổn thương có dạng khối nhưng hiệu ứng chọn chỗ thì rất ít hoặc không có, đó là điểm thứ nhất. Trừ phi cái khối này nó biến chứng gây xuất huyết bên trong và nó tăng thể tích lên thì nó gây hiệu chọn chỗ và gây phù xung quanh, còn nói chung khi nó không có biến chứng xuất huyết thì nó một cái gần như không hoặc ít hiệu chọn chỗ. Một cái đặc trưng của nó là lắng đọng hemosiderin ở ngoài biên, cái này rất quan trọng. Cái dấu hiệu bốc nổ là hiệu bên trong, tuy nhiên cái lắng đọng hemosiderin ngoài biên tức là anh chỉ hiểu ra thì các cái chất sản phẩm của máu nó rỉ rạ theo thời gian và nó ngừng ngấm lần trong cái nhu mô nào xung quanh và nó thẩm thành ra có những cái vùng tín hiệu thấp đến T2 ở xung quanh. Dấu hiệu đó rất quan trọng như là một cái key để giúp chúng ta chẩn đoán đó là gì dạng, nó khác biệt bởi một khối xuất huyết của u não xuất huyết vân vân hoặc là xuất huyết khác. Đây hình ảnh kiểu bóc nổ thì trên kia trên CT thì có thấy có động vôi hoặc ngập tăng đồng đồ. Trên cổng hồng tư thì nó có cái vùng tăng tín hiệu bên trong và kèm những ổ tín hiệu thấp đi kèm với lắng đọng hemosiderin xung quanh cái dây dạng hình ảnh bóc nổ rất điển hình. Đây cũng một cái kiểu bóc nổ trên T1 thì chúng ta thấy như vậy là tín hiệu lộn nhộn. Và cái này chúng ta biết rằng vì cái dị dạng này không có dòng chảy cho nên chụp DTA là vô ích, gần như có triệu chứng. Tuy nhiên DTA thì nó có một cái phát hiện các cái dị dạng đi kèm khác như DVA. Đôi lúc chúng ta sẽ gặp những cái kiểu hình của cái dị dạng hang là cấu trúc dạng nám với mức dịch trịch xuất huyết bên trong đi kèm những kiểu bắp nổ như thế. Ở đây là trường hợp mà nó có rất nhiều dị dạng hang và như vậy lại là đặt ra câu chuyện tuổi sung nhảy từ hemo sôi, nó giúp chúng ta phát hiện nhiều cái ổ đấy hơn. Thì nếu chúng ta bắt gặp một cái dị dạng hang mà đi kết hợp với DVA thì nói chung là nó chiếm từ 25-30%. Thì như vậy cứ hệ có một cái tĩnh mạch chạy cạnh bên đó cộng với ổ cái dị dạng hang thì rất là đặc thù. Cái điều này cũng chúng ta cũng cần nhớ một điểm, đôi lúc một số các bạn nhận định sai dẫn tới chúng ta chẩn đoán sai lệch. Thì đôi lúc cái tĩnh mạch
này nó có chung cái đầu sữa, nó dạng bất thường, nó quấn một cái vùng giống như xuất huyết và chúng ta dễ nhầm lẫn với một cái dị dạng động tĩnh mạch có xuất huyết, có chừng vì cũng đã từng thấy có người nhầm rồi. Và chúng ta vậy thì chúng ta cần chụp đích A thì chúng ta thấy rằng một bên phải có sân động tĩnh mạch tới và một bên có động mạch nuôi và tĩnh mạch chân lưu, còn bên cái dị dạng này đi kết hợp này thì nó không có động mạch nuôi. Thì nó có một cái nguy cơ rất là thấp về xuất huyết, cho nên đa phần các dị hạn có thể nếu không có triệu chứng thì cũng cần điều trị gì. Nó có một cái biến chứng xuất huyết trong vòng 4,5% hàng năm. Ở cái điều trị thì chúng ta có thể theo dõi tùy theo cái triệu chứng lâm sàng. Nếu có triệu chứng thì phẫu thuật cắt bỏ là tốt nhất ở vị trí thuận lợi. Tuy nhiên xạ phẫu thì khi tiến triển, nhưng hiện nay xạ phẫu gần như trên thế giới người ta thấy rằng cái tính chất vai trò rõ rệt của cái xạ phẫu trong điều trị dị dạng hang nó cũng không rõ ràng lắm. Một cái dị dạng bất thường tĩnh mạch kế tiếp mà cái dòng chảy thấp đó là dị dạng DVA, thì cái này gọi là người ta có thể gọi là bất thường phát triển tĩnh mạch. Trước đây nó có thể dùng nhiều cái từ khác nhau nhưng hiện nay người ta vẫn xem chúng là cái chữ cái DVA là từ phổ biến. Thì chúng ta thấy rằng trước đây có một số người quan niệm là đây chỉ là biến thể giải phẫu, nhưng thực sự không phải, bởi vì bệnh cái tĩnh mạch phôi thai ở các cái nhánh vào đi sâu nó sẽ biến mất ở sau khi thể bào thai, thì ở cái trường hợp này thì nó sẽ xuất hiện và dạng lớn lên. Thì có thể vì nó có triệu chứng bởi là nó do cái tính chất nó tăng sinh thành cái đệm xung quanh cái mạch máu này, hoặc là biến chứng huyết khối xuất huyết, thì cho nên nó không thể là một cái biến thể bình thường mà nó là một cái bất thường mạch máu xếp vào nhóm dị dạng mạch máu như là của tĩnh mạch. Thì khuynh hướng của chúng thì nó đi hoặc là hướng từ cái tĩnh mạch xoắn tĩnh mạch, từ tĩnh mạch vỏ nó đi vào phía chức trắng sạc phân nội thất. Nhóm thứ hai là rồi khuynh hướng các cái nhóm ở các tĩnh mạch sâu, ở các cái tĩnh mạch sâu như phía galen phía đôi thì, hoặc là các tĩnh mạch ở phía thân nào hoặc cổ sau. Thì dấu hiệu kinh điển vẫn là dấu hiệu đầu sữa hoặc cái cỏ. Thì các cái bất thường mà triệu chứng có điều thể bất thường mà liên quan tới cái tổn thương bất thường nhu mô liên quan tới cái DVA này thì chúng ta thể có là các cái phù huyết khối do huyết khối, hoặc là các xuất huyết, hoặc là tăng sinh thành cái đệm. Chứ cái dấu hiệu mà cái dấu hiệu là đầu sữa hay là cái cò thì đây là hình ảnh rất là kinh điển, thì chúng ta thấy rằng là cái hoặc là tức là dấu hiệu Medusa theo cái kiểu truyền thuyết của cái Hy Lạp, thì đó là một cái người có đầu rắn nhiều cái tóc mà có cái nhiều cái đầu rắn là nhiều vậy, như vậy thì gọi là Medusa. Thì cái tĩnh mạch nó phải ở gốc phía ngoài vỏ thì nó đi vào phía sâu và nó cho ra rất nhiều cái nhánh nhỏ như vậy, dấu hiệu rất kinh điển. Thì cái sự kết hợp này, trường hợp này đây là cả cái tĩnh mạch tụy nó dạng vừa phía này, ở đây là cái tĩnh sâu nó đi từ phía sâu, nó dạng các tĩnh mạch tụy là một cách, cách từ tĩnh mạch xoắn ngang dạng là một cách, rồi các cái xoắn xích ma vân vân. Và nếu đi kèm với một cái dị dạng hang thì điều đó khi chúng ta chẩn đoán kiểu kia là dị dạng hang là điều chắc chắn. Cái chuỗi sống SWOT cũng giúp ích chúng ta đánh giá cái bất thường tĩnh mạch này là bằng cách chúng ta dừng lên và thấy có hệ thống tĩnh mạch chạy bất thường, rồi hình ảnh sau tiêm thuốc. Như vậy giá trị chẩn đoán của cái DVA này là chúng ta dựa vào thứ nhất là hình ảnh cộng tư thương quý hoặc CT, thì chúng ta dựa vào hình ảnh tiêm thuốc là một, hoặc trên hình cộng tư hình ảnh SWOT, còn hình ảnh T2 phải là đôi lúc thấy một vài trường hợp nhỏ, còn lại là lớn, còn lại là bình thường, nó rất khó thấy và rất dễ bỏ sót. Cho nên đôi lúc một số dị dạng hang người ta khuyên tiêm thuốc là mục đích để đi tìm cái hệ thống tĩnh mạch bẩm sinh này. Ở đây CT cũng chúng ta vẫn thấy. Cái đầu tiên để chẩn đoán phân biệt, đôi lúc có một cái hệ thống của đầu sữa nó rất là phát triển và nó làm chúng ta nhầm lẫn với một cái AVM.
Tuy nhiên quan trọng nhất, điều quan trọng nhất để chuẩn đoán là không có giạc động mạch nuôi, tức là không có hề có động mạch nuôi và không có dựng lưu trên mạch sớm. Đó là hai điều kiện để chúng ta chẩn đoán. Cho dù cái ổ này đất, cái ổ mà Medusa nó có lớn cỡ nào, nhưng thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp những cái dạng mà người ta gọi là hiếm gặp, đó là cái dạng DVA này nó kết hợp với một cái thông nội động tĩnh mạch luôn, là AVM luôn, thì lúc đó là trở thành là khó. Như vậy về điều trị thì người ta khuyên không nên điều trị gì cả, bởi vì chúng ta mổ lấy đi thì cũng thể gây nhồi máu tĩnh mạch, gây biến chứng tùm lum, và như vậy thì tốt nhất là nên để nguyên, không làm gì cả. Một cái dạng kế tiếp là gì, dạng máu mạch. Thì cái máu mạch dạng này thì nó là những cái mạch máu, máu mạch nó xen kẽ bất thường trong nhu mô não, nó dạng bất thường trong nhu mô não bình thường, thì cũng phát hiện tình cơ và cũng khó, và vị trí thường gặp nhất là ở thân não, ở cầu não. Thì một cái dấu hiệu mà người ta đặt ra là câu chuyện dễ chẩn đoán, để chẩn đoán là thứ nhất là cái dấu hiệu hình ảnh nét cò hay là nét thư pháp, tức là chúng ta giống như phết một vết thư pháp lên cái vùng cầu não như vậy, thì nó có tăng nhẹ tín hiệu trên T2, T1 thì gần như bình thường, và sau tiêm thuốc nó cũng bắt thuộc kiểu lùm đốm và rất là nhẹ nhàng. Cái hình ảnh này chúng ta coi chừng chúng ta dễ đọc thành mấy cái viêm nhiễm vân vân, thực sự ra nó tăng rất nhẹ trên T2 và cái bắt thuộc nhẹ. Một cái điều người ta hay nói tới đây, ở đây Phật, và chúng ta thấy rằng cái sống sự quay nó lại trở nên quan trọng, bởi vì cái cách lý luận của chúng ta thấy rằng khi Phật nhẹ trên T2 nhưng sống sự quay nó có những cái vùng tín hiệu thấp do các cái chất để oxy nó nhiều ở trong các mao mạch, và nó chúng ta thấy rằng nó sẽ tín hiệu thấp trên sống sự quay. Đây là một cái rất là giá trị để chẩn đoán dạng mao mạch. Một cái bất thường hiếm gặp khác là có một, tức là xoắn quanh xương sọ. Thì đây là một sự thông nối giữa hệ tĩnh mạch ngoài sọ và xoắn màng cứng, thì nó hiếm gặp và có thể là bẩm sinh hoặc mắc phải. Thì thực sự cái này cũng, chúng ta muốn chẩn đoán được nó thì chúng ta thấy rằng có hệ thống mạch máu nó dạng ở phía ngoài sọ đi kèm, nó liên về mạch dạng này nó lại đi thông nối với xoắn tĩnh mạch. Đó là một cái key để chúng ta chẩn đoán cái này. Ở đây vậy, tìm được cái hệ mạch máu ngoài da nó thông với cái xoắn màng cứng. Về điều trị thì cái này có thể phẫu thuật hoặc là bịt tắc. Như vậy nói tóm lại thì chúng ta cần nhớ các cái bất thường của cái vốn và các cái dạng dòng chảy cao, dòng chảy thấp, khối dòng chảy như thế này. Một cái bất thường mạch máu khác mà chúng ta cần phải chẩn đoán và liên quan thì nó khác với cái dị dạng rối loạn màng cứng, cũng có bất thường mạch máu màng mềm. Thì trong mô da là một cái bệnh lý mạch máu khác thì nó cũng gây bất thường mạch máu màng mềm, mà hệ thống màng mềm này là hệ thống động mạch chứ bằng hệ động mạch chứ cũng phải là bất thường mạch máu dạng mạch tĩnh mạch màng mềm như trong rò. Thì cái dấu hiệu kinh điển người ta gọi là dấu hiệu dây thường xuân, thì tất nhiên là ta thấy tăng tín hiệu màng mềm trên flare. Thì mô da là cái bệnh gì, thì chúng ta nhớ rằng cái tiêu chuẩn để chẩn đoán mô da là cần nhất là hẹp các hệ thống mạch máu ở đụng mạch cạnh đoạn xa, hoặc cái đụng vòng villus và đụng mạch cả não giữa và não trước. Thì cái cách hẹp này là cách hẹp theo kiểu mà nó người ta không tìm được nguyên nhân, và nó có tính chất hẹp đồng tâm và thành mạch thì tiêm thuốc vào không bắt thuốc. Cái tại sao là mô da, cái tên này gọi này là xuất phát từ cái bệnh lý của người Nhật phát hiện ra, và các cái nhà thầy thuộc bên Nhật phát hiện ra. Và khi họ phát hiện ra bệnh này thì thấy tắc mạch hẹp hệ thống mạch máu của nền sọ như vậy, và khi chụp đất A lên, chụp mạch máu lên, thì người ta thấy rằng nó có cái hình ảnh ban hề như là hình khỏi thuốc lá, phun khỏi thuộc lá vậy, và như ta đặt là bệnh mô da, chữ mô da tiếng Nhật có nghĩa là khỏi thuộc lá. Và như vậy cái bệnh mô da này là rất thông thường gặp ở các nước châu Á. Ở Việt Nam chúng ta cũng gặp rất nhiều. Chúng ta đi lâm sàng hàng ngày thì thường gặp, tuần hàng tháng là gặp rất là nhiều. Cho nên chúng ta cần lưu ý khi thấy cái ban hệ này phải đi tìm cái hẹp mạch máu hay không, và bằng cách chụp tột 3D để chúng ta xem cái nhìn hẹp mạch máu. Và như vậy tiêu chuẩn của này là ban hệ của vỏ não
và bàn hệ nền đi kèm hẹp mạch máu của vòng Willis, vòng đa giác Willis, đó là cái chuyện để chúng ta chẩn đoán mô giam da. Để tóm lại thì chúng ta sẽ có một cái lưu đồ. Thì đầu tiên nghi ngờ tổn mạch máu thì chúng ta xem xét cái hệ thống mạch máu bất thường trong nhu mô. Nếu có ổ nidus, tức là cái ổ đầm rối mạch máu, thì một ổ thì chúng ta nghĩ là một cái AVM. Nếu nhiều ổ mà và đặc biệt có thêm thần kinh thì và mạch thì chúng ta có gì hội chứng phân đoạn động mạch sọ mạch rồi. Nếu có cái nidus lan tỏa thì chúng ta cảnh giác cởi cởi. Nếu lưu tĩnh mạch sớm thì chúng ta có dị dạng mạch máu kiểu tăng sinh, tức là nếu các mạch máu nó giãn tỏa như mạch tăng sinh ở đây chúng ta có là cái gì, là một cái nidus thay vì nó thành khối chỉ có nidus thôi, không có nhu mô bên trong, thì cả một số dị dạng mạch máu kiểu tăng sinh thì nó có nhu mô. Nhưng dựng lưu tĩnh mạch sớm là quan trọng. Còn bệnh khi không có dựng lưu tĩnh mạch sớm mà nó lan tỏa bằng cầu thì chúng ta đặt thành bệnh mạch máu tăng sinh. Nếu chúng ta thấy có hình ảnh đầu sữa thì chúng ta thấy không có dựng lưu tĩnh mạch sớm thì chúng ta xem xét đã bất thường tĩnh mạch bẩm sinh. Nếu không có bất thường nhu mô thì chúng ta xem xét các cái hệ thống mạch máu măng mềm thì có ấy rồi từ mạch của măng cứng, rồi mạch măng mềm, vân vân. Nếu có hệ thống bàn hệ từ bộ não cho đến nền bàn hệ nền đi kèm hẹp mạch máu thì chúng ta có bệnh mô giam da. Đó là lưu đồ đơn giản để giúp chúng ta có thể lược tóm tắt lại một cái vấn đề như vậy. Thì xin dừng lại cái bài hôm nay.